Dạ, chào mừng quý bà con cô bác đến với khu du lịch núi Bà Đen nha. Hôm nay thì Dung tạm thời dẫn đoàn lên tham quan núi Bà Đen. Dạ, trong đoàn hôm nay thì có anh Khương Dừa. Dạ. Dạ, chào cô bác. Đang lên mấy bậc thang thôi. Đang mệt quá. Lên mấy bậc thang đang mệt. Tuổi già. Nói chứ mình đi nhiều quá nó cũng mệt. Dạ. Không, nhưng mà cầm túi cầu màu hồng này là lạ quá, em mới thấy luôn nè. Hả? Hồi giờ mình thấy xanh xanh không, đúng không? Cái đó giả đó. Thiệt má, bóng thiệt. Ông giả người ta cấm lên nó bà ơi. Không lời không tin lại nhổ thử biết. Thôi. Thiệt. Ở đây mà nhổ bông là chút bảo vệ nhốt lại đó. Nãy mình tham quan bên cánh phải. Cánh này cánh phải, từ dưới nhìn lên, giờ mình con lên cánh trái. Dạ. Đi qua cánh trái. Đây là quán cà phê. Hình như là giờ này bà con cô bác tham quan hết rồi, về hết rồi hay gì á. Có nhiều loại hoa đẹp quá ha. Không, cây này hình như cây gì á, cái trái ăn được không? Giống hoa lồng đèn gì quá, giống cái lồng đèn ha. Dạ. Giống lồng đèn thì cái chứ. Nó hơi nhỏ xíu. Nhưng mà nó cũng giống hoa dâm bụt nữa. Đẹp. Trời ơi, hoa hồng. Có hoa là người ta thích à? Ở đâu dạ, có hoa là người ta thích à? Hồi đó hồi quán mới về cũng trồng hoa quá chừng, bà con bác cũng rất thích. Nhưng mà để trồng được cái vườn bông như vậy là chăm cực lắm luôn á. Nó thay liên tục rồi. Dạ. Thay lần có tỷ mấy á, biết hết tiền thay luôn. Gì anh thay hoa mỗi lần hết tỷ mấy hả? Hồi quán hả? Hồi quán. Trời. Hay giờ hồi đi giờ là thay 12 lần rồi. Thay 12 lần. Tỷ. 18 tỷ bạn. Lần tỷ thì 12 tại lần 12 tỷ. Không, lần tỷ mấy. Trời đất ơi. Tại vì một lần thay cũng tỷ mấy cái mình không để ý á, cái mình tính cộng lại cái nhìn nó bị phát sinh hả? Mười mấy tỷ. Trời ơi. Thấy cũng hơi tiếc. Dạ. Nên nên thôi để giờ để nguyên luôn, để coi giờ chuyển qua trồng mướp với trồng bầu rồi đi cái bán đi kiếm lại tiền. Trồng mướp trồng bầu để bán kiếm tiền. Ừ. Nuôi bên lại đây cái bonsai ta, khu bên đây bonsai à? Bonsai rồi có nhà hàng. Hay không? Lúc nào cũng khách á, em thấy vậy chứ đi lãng giảng lưa thưa chứ cũng cả ngàn khách lên chứ ít đâu. Thiệt. Đông á. Nãy mình đi ở dưới mình không thấy ai. Không, nhưng mà ngày... hình như có hai cáp nha, hồi nãy mình đi cáp nào anh Khương? Ngày Chủ nhật thế nè, ngày Chủ nhật cũng đông lắm. Ngày Chủ nhật đông. Chưa lên đây khi nào lần đầu tiên. Người ta khai thác vậy là thứ nhất là bà con bác có nơi để đến tham quan, cái thứ hai là để phát triển du lịch địa phương. Dạ. Yeah. Không, đâu phải chỗ nào cũng có những ngọn núi cao vậy đâu. Ồ, bên đây nè. Thôi. Bên đây đẹp. Phía sau bà bữa nay mặt trời lặn xuống bắt đầu nhìn giống như là phát hào quang vậy đó. Anh nhìn ngược lại bên này nè anh Cương. Ừ. Giống như bà đang phát hào quang kìa. Mặt trời lặn xuống á. À. Không. À. Y như đang phát hào quang đấy. Giờ mặt trời xuống khỏi núi mà vẫn còn sáng ha. Dạ. Đẹp ha. Mặt tiền bên này hả? Dạ. Ồ, bên này đẹp hơn, nãy giờ mình chưa qua nè. Bên đây hiện đại. Cái vườn hoa nãy mình đi là cái đít, đây là cái đầu. Phía sau. Phía sau với phía trước. Mặt trước mặt sau. Rồi. Rồi chỗ này phun sương phun khói bay là nữa. Ồ đẹp. À, đây đường này mới là đường lên nè. Đây giống châu Âu ha. Dạ. Lên đây 1000 người chắc hết 1000 người chụp hình nữa ha. Thì thường ta đi du lịch đi ấy là ta chụp hình là chính mà. Ồ lên đây nè, thẳng lên đó đó. Đường lên đó. Hồi nãy mình đi đường sau rồi. Ừ. Bởi vậy mình mới xem cái clip vừa rồi bà con bác mới biết mình là lần đầu tiên đến với núi Bà Đen. Đúng không? Ai mà đã lên không đây rồi đi. Cái kiểu giống như ủa sao tới mọi người đang đi đâu vậy? Mình không biết mình đi. Tới đoạn đó bà con bác bình luận đó, kêu đi quẹo lại đi đường kia. Quẹo lại sao đi mình vẫn đi thẳng. Dạ. Ồ. À chỗ này chắc là view thành phố nè. À view Dầu Tiếng. Dạ. Đẹp quá. Không trời ơi, mặt bên này đẹp quá nè. Ừ, khói lẳng. Cho tối ánh sáng lên nữa chắc đẹp lắm. Có được đi vô lại không anh? Hả? Có được đi vô lại không? Ồ, vô trong bảo tàng á. bảo tàng nếu mà lên trên kia người ta cho hồi chịu rồi. Vậy hả? Là chỗ này cũng không vô luôn á hả? Đây là lối vào, đây là thằng cuốn lên, thằng cuốn xuống, xuống ai đà. Đẹp. Không mà đi ngay cái giờ này á. Nhìn ảo thiệt chứ. Thiệt, giống như là bà đang phát hào quang luôn á. Nhìn ảo ghê. Tại mặt trời phía sau kìa. Như có ánh sáng ẩn phía sau vậy đó. Đi ra đây mình tham quan đây cái mình ra tham quan Hồ Dầu Tiếng à. Ủa cái sân này nếu như mà ngày rằm ngày gì có chắc có lễ có cúng gì chứ hả? Chắc có sự kiện. Có lễ hội gì á. Mà thôi đoán không à chứ không biết. Để quay MV á hả? Hát mấy bài về mẹ về Phật á. Ồ, tượng Phật kìa. À. Ở dưới còn tượng Phật nữa hả? À, có nghĩa là có thang quấn xuống dưới này á hả Cường? Ừ. Xuống thôi xíu mình xuống đó mình tham quan. Xuống đó chụp hình mới thấy toàn cảnh. Đây Hồ Dầu Tiếng hả ta? Rồi. Trời ơi, nhìn giống như biển luôn á. Mênh mông thiệt. Hồ rộng dữ vậy? Chứa nước cả vùng này. Nhưng mà cái đường nào để đi xuống Phật A Di Đà chỗ này? Có thang cuốn xuống hả? Có xuống không anh? Thì mình tham quan đây cái cho mình xuống. Dạ. Qua bên đây có mặt trời nè. Mặt trời ngủ. Anh đẹp. Chụp hình không? Đưa em chụp cho. Không. Anh chỉ chụp cảnh thôi. Nè. Anh chỉ chụp cảnh thôi. Anh chụp đi. Đưa tay lên đi. Ồ đẹp nè. Đưa tay lên nè. Đây nè, nó ở đây nè, nó không bị dính bạc. Chụp ngược. Sáng. Đưa tay lên đi. Quá đẹp. Để anh chụp cho. Anh chụp cái gì vậy? Đẹp quá. Chụp gì mà đỉnh. Nhìn đây em cắt. Chụp đẹp. Do bạn làm gì đó bạn làm. Anh vừa chụp hình gì á? Chụp hình đẹp mà. Chụp đúng cái bàn tay vậy đó hả? Trời ơi ghê vậy, đi coi nè anh Khương biết rồi nè, trời ơi hứng ông mặt trời thấy chưa. Lên Khương vô đứng lại chỗ đó đi. Lên Khương vô đứng lại chỗ đó. Nhi đâu rồi? Bé Nhi Nhi biết chụp hình không? Chụp phía sau cũng được. Ở bên đây vẫn công trình màu mắt. Ở bên đây người ta vẫn còn đang xây dựng á, ta đang hoàn thiện á. Nói chung lúc nào cũng phải sửa chữa tu bổ rồi thêm như mới mẻ. Bên đây là nguyên cái đồng bằng. Đó, bà con bác đây, chắc đây cũng làm rẫy. Trời, mênh mông luôn ha. Đó, đừng mấy tấm hình rồi đó. Rồi. Đi tham quan thôi. Coi tấm này đi. Quay clip rồi mà có. Quay clip là có hình mình cho clip rồi. Ít khi chụp hình. Đẹp quá trời luôn. Chụp đi. Vĩ đại chưa? Cho bảo quắc lại bảo quắc chiêm ngưỡng. Hay quá. À. Bởi vậy mà mình nói Việt Nam mình còn nhiều chỗ đẹp lắm mình chưa có đi hết được. Dạ. Cho nên cố gắng trong đời mình có điều kiện mình đi tham quan hết Việt Nam mình. Đi hết đất nước mình thôi là cũng đã là mãn nguyện rồi. Rồi mình đi nước ngoài nó cũng được để mình học hỏi thêm. Thôi nhưng mà thông thường là có bao nhiêu thần hộ pháp hả anh Khương? Hả? Bao nhiêu thần hộ pháp? À đây là Phật chứ không phải là thần hộ pháp hả? Hộ pháp ở trên đó. Dạ. Ồ, sao người ta xây dựng hay vậy chứ. Nước non rồi. Mà làm sương khói rồi nhìn rất là linh thiêng á. Giống như mình đang ở vô trong đó có lối vào rồi, mình vô trong đó rồi. Lối vào xong rồi đi thang máy phải không? Được chưa? Săn được hình đẹp chưa? Đẹp quá. Vô trong đây rồi có nhiều mà không bắt. Ở đây mình đọc thông tin nè, mình đọc thông tin để mình biết. Có nhiều thông tin mình không biết. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là hiện thân của trí tuệ, đức hạnh và lòng từ bi. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn có tổng chiều cao 72 m, được tạo tác từ 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu. Năm 2020, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn xác lập kỷ lục tượng Phật Bà cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi. Ồ, cao nhất châu Á luôn nha. Xung quanh tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là 4 bức tượng Tứ Đại Thiên Vương bằng đồng uy vũ. Nhìn từ trên xuống, tượng Phật Bà tưởng như đang ngự tọa trên một đài tháp được sắp xếp bởi những đĩa tròn khổng lồ. Từ những đĩa tròn này, thác nước đổ chảy xuống, chảy tràn về 5 đĩa nước lớn được sắp đặt thấp dần về phía đông. Dưới chân tượng Phật Bà là khối đế cao 4 tầng với lối kiến trúc đồng tâm có tổng diện tích lên tới 4.410 m2. Đây là trung tâm triển lãm Phật giáo với rất nhiều trải nghiệm tâm linh độc đáo, trụ kinh bát nhã. Đó. Rồi quay đây về bà con bắt đọc từ từ, nhưng đọc này xong không... Nhưng mà chỗ nào viết kinh rộng 12.000 m2 luôn nè. Nơi có cụm 5 trụ kinh bằng đá, trụ kinh bát nhã. Thì mình đi lát mình hỏi trụ kinh bát nhã kìa. Cái kia trụ á. Không, nhưng mà trụ đó cũng đâu thể nào mà 12.000 m2 được. Có nhiều trụ á. Vô đây trong đây. Trụ kinh bát nhã. Trong đây có họa sĩ vẽ kìa. Trong đây là có thể mua hoa đăng hoặc là có thể là viết chữ dân đăng Phật Đà. Ồ, vẽ đẹp quá. Người ta chụp hình người ta gọi là vẽ, là vẽ chân dung trong vòng 12 phút. Ông đồ Vĩ Nhi ngồi như nào mà có hình này kìa. Ăn đồ. Ông đồ nay khác ông đồ xưa. Gia đình, gia đạo. Dạ, chữ đẹp quá ha. Dạ. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau cho mấy cũng chửi nhau sùm. Rồi vô đây mình tham quan đây. Hôm đây là trầm hương hả? Mình mua sắm trầm hương Việt Nam. Ở đây chắc cũng có bán thôi. Này, Trúc Lâm quán. Cái này người ta bỏ trong hộp cho nên mình không nghe được mùi thơm. À, mà còn đóng của tủ kiến lại nữa. Để ăn cục nào ở ngoài để thơm rồi ha. Thấy mùi thơm tao mua. À, chỗ này là xuống dưới. Chỗ này xuống dưới, còn đây là lên trên tượng. À, lên trên chân tượng bà ở trên luôn á, là đi lên được anh Thương. Hả? Thang cuốn này là lên tới chân tượng bà ở trên. Vậy hả? Mọi người chưa lên chân tượng? Chưa. Đi lên không? Lên luôn. Đi lên. Đi lên qua. Kiểu mình giống như hai lúa vậy đó. Lần đầu tiên vô đây thành ra là không biết đường đi. Đây là lưỡi này con người trà. Ba Giang á, chỗ đó cái thang máy đó dành cho Ba Giang. Thang cuốn này hồi đó là bà bán bánh cuốn bả sáng tạo ra. Cho nên bà lấy tên là thang cuốn đó, phải không? Nhiều khi mấy cái đó em không biết. Em phải giải thích cho em hiểu không? Dạ, dạ. Là chắc bà ngồi bà quấn đồ này kia xong bà nghĩ ra sáng tạo. Còn thang bộ là hồi đó mấy bà may đồ bộ á. Bà làm đó. Rồi bà lấy thang bộ quá không? Hôm nay là mời bà con bác đi tham quan qua màn ảnh nhỏ. Dạ, đi giống như đi trực tiếp chứ. Đi cùng với mấy anh em Khương Dừa lên đây để tham quan. đi này là sinh động lắm á. Dạ, chờ bà con bác mà coi clip sau chừng nữa bà con bác mà đi tham quan ở núi Bà Đen là cũng đi y như vậy luôn, là biết đường rồi chứ. Dạ. Còn mình chưa có đi, giống như nãy giờ mình cứ lần lần mò mò. Áo dài nam, áo dài nữ, rồi bán áo dài. Nãy bà Dung mà vô đây trước là thế nào bà Dung cũng mua áo dài để chụp hình rồi ha. Em đi Báo Điên ưu tiên kìa Dung. Dạ thôi, cái đó dành cho người già mà. Thì em người già rồi. Chỗ đó bà vàng. Báo Điên ưu tiên. Để anh thấy có gì, có dòng chữ lối đi dành cho người vô duyên nữa kìa. Ở trên mấy cái tầng này người ta sẽ bán đồ mua sắm rồi nhiều ha. Hôm nay tới à? Tới chưa? Không, chưa tới. Mới tới tới tầng đây mình ra đây cái đi. Mới tới Phật thứ hai à. À, nãy giờ mình cứ đòi lên trên đây mà mình không biết đường đi. Đây mình nhìn bà nè. Dạ. Đây là một cái đoạn để mình nhìn. Nhìn từ hướng này lên đẹp quá. Mấy nghệ nhân này người ta làm dữ chứ, đúc. Theo như em hiểu là cái bình bà đang cầm đó đổ nước xuống dưới đây, đúng không? Có nghĩa là bình nước cam lồ hay cam lộ gì đó đổ xuống dưới đây, nước là nước chảy ở đây. Mà tại sao lại có bốn vị Phật ở phía trước? Tứ đại Thiên Vương. Dạ. Tứ đại thiên vương Thiên Vương trước đó. À. Còn bốn thần hộ pháp kia là khác nữa. Em có câu hỏi gì thì em cứ đặt ra đi, rồi về mấy anh kỹ sư, mấy anh làm công trình này á, mấy anh sẽ trả lời comment vô. Đâu, nhiều khi bà con cô bác sẽ giải thích cho em á. Rồi ôi, quay ấy đẹp quá ha, quay livecam đẹp quá ha. Rồi có mây kìa, rồi ta thả hoa đăng kìa. Wow. À, cái sảnh ở dưới phía trước là để rồi có người ta thả hoa đăng á. Dạ. Cái này không có người thì nó sẽ chạy từ từ, có người nó sẽ chạy nhanh. Ghê, anh nói đúng luôn. Chứ sao? Giống như bà bán bánh cuốn như hồi đó là bà không có ai khách thì bà ngồi chơi. Có khách thì bà ngồi bà cuốn lẹ thì bà, cái thang cuốn này cũng vậy á. Hướng dẫn viên du lịch này là bà con cô bác phải bút nhiều ngày, nhiều năm trước thì mới có. Quá trời mát. Mới có lịch được. Lên tới đây là tới được không? Hình như là được vô trong bảo tàng đó anh Cường. Vô luôn. À. Trời mát quá, mát lạnh luôn á. À, hồi nãy là mình bên kia. Nãy mình bên kia. Đó, bên kia mình thấy mọi người đi ở đây nè. Dạ. Có một cái điểm đặc biệt mà khu du lịch nào cũng có. Có một cái khu mà du lịch nào cũng có, không có để ý không? Du lịch nhiều nơi không có để ý không? Nhiều nơi hả? Khu du lịch nào cũng có. Không. Khu du lịch nào hầu như cũng có cái khu đó hết. Ghé ngồi chờ. Đúng rồi. Khu vệ sinh. Đúng rồi. Du lịch nào cũng có khu vệ sinh. Để làm gì cơ? À, mang đó vô hả? À, vậy là mình mang bao giày. Mang bao giày vô. Không nói sớm mà bà Dung bá trưởng nồi trùm đậu. Màu lông xanh nữa, màu đen xanh đỏ. Hình như là ở trong không phải. Ồ, vậy là phía trong đó không được quay hả hay sao? Ý là có một cái sảnh thiếu thì không được quay thôi. Thì mình cứ quay tới khi nào thấy có hình chỗ nào không cho quay thì thôi. Nghe đi với ba Minh chắc đi chụp hình. Cửa Nam, nghệ thuật Phật giáo. Đi. Cửa này là nam vô, còn bên kia là nam vô cửa kia kìa. Ủa, là phải đi qua cửa nữ hả? Ờ, cửa nữ á. Em nghĩ không đúng đâu, có hai cô nữ đứng đây mà. Cô nữ để đứng để chặn mấy bạn nữ lại á. Cảm ơn, sắm đóng cửa hả? Ủa? Đóng cửa hả? Ủa? Ủa? Đừng quay em nha. Ờ, quay em hả? Có em nào vô hướng dẫn không? Dạ, có. Vô đi im lặng. Xin giới thiệu với quý khách, cái bên trên là hệ thống máy móc được sử dụng trong không gian Phật giáo lần đầu tiên trên thế giới với công nghệ trình chiếu 3D mapping hiện đại nhất hiện nay. Quý khách sẽ có cơ hội tìm hiểu, khám phá về sự hình thành và phát triển của vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo thông qua 5 phút trình chiếu trên máy phơm. Khi trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, khi không khí hòa làm một, tâm thức sẽ được giác ngộ. Và sau đây là 5 phút trình chiếu trên máy phơm. Rồi coi, ngửa cổ lên nhìn. Wow. Chụp xuống tới mình luôn rồi. Vũ trụ. Khu trình chiếu này để mình xem phim. con cô bác nó xem qua màn hình á, nhiều khi mình không cảm giác được cái hiệu ứng của 3D á, mình ngồi coi trực tiếp luôn á, cái hiệu ứng 3D làm như chạm vô mình luôn vậy đó, có chiều sâu đó. Dạ, còn qua màn hình đó, nó không có cái hiệu ứng 3D. Dạ, xin chào. Một trình chiếu đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn trục tâm linh Tây Bổ Đà Sơn trong chuyến viếng thăm. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang vật dụng trước khi rời khỏi khu vực đại sảnh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Quý khách vui lòng di chuyển ra cửa sau để hoàn trả một giờ và ra phía bên ngoài. Tiếp tục để trái qua cửa tay tầng 2 và 4 tham quan ạ. Tôi thôi không thấy ai. Dạ, ra đây. Tôi lùi luôn. Đó, sáng lên. Cái này người ta làm ngắn thôi, làm dài là coi mỏ cổ lắm. Nãy ngựa lên. Ngựa, phải ngựa lên coi. Nhưng mà mình còn bị đi đài. Bởi vậy làm người ta thiết kế nó làm cái gì nó cũng có cái ngụ ý, cũng có cái ẩn ý á. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có nắm hết được. Nhưng mà sao có hai người giống như là giống như là 50 phương tiện 50 lên non, cơ là không quân Âu Cơ hả? Dạ. Con bác thân mến, đây là tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới luôn. Trời, tượng tái hiện hình ảnh Di Lặc Bồ Tát ở tư thế ngồi với khuôn mặt hiền từ, nụ cười hoan hỷ, hình tướng mập mạp, cổ đeo tràng hạt. Đó, dạ đây là cái thông tin về tượng Phật Di Lặc cô á. Tượng có chiều cao 36 m, rộng lớn nhất là 45 m. Diện tích bề mặt của tượng là 4.651 m², nặng 5.112 tấn. Bây giờ mình ngồi đây, bà con bác cũng tới rất là đông đủ rồi, mình sẽ chuẩn bị coi nhạc nước. Ôi, vậy là bữa nay đi là trúng ngay show nhạc nước. Đâu, luôn. Ngày nào không có, giờ nào không có mà đông là có. Ủa, có hả? Mà ừ, nhà nó không có. Đừng có mấy thu hút khách chứ. Người ta đã làm được công trình vậy là người ta phục vụ liên tục chứ đâu phải tới ngày đâu. Em tưởng là bữa nay mình hên mình mới trúng show nhạc nước chứ. Nào không có. Ừ. Tưởng mình trúng bánh. Không, mà tượng Phật rất đẹp nha. Nụ cười rất là hiền từ. Bà con đông luôn hết. Dạ. Đây có khi nào là bà con cô bác tới lưu trú ở đây không ta? Chắc có. Khách tới lại đây. Có đem đồ cúng, đồ trái cây, đồ hoa, đồ nhiều mà. Dạ. Này của bà cô nè. Đó, có nhạc lên rồi. Cô cúng hả? Dạ. Vậy là em dẹp tay vô tình gặp anh. Dạ, cảm ơn chị. Ông xã em cũng khoái anh lắm á. Dạ, không khoái chị, không khoái em hả? Khoái anh. Coi của anh biết luôn. Dạ, cảm ơn. Vậy là cũng nay gọi là chữ duyên ha. Dạ, dạ. Mới em đang quay ở đây Campuchia á. Dạ, về rồi. Về 2 tuần nay vậy. Bữa nay đi lên đây để khảo sát học lý đời cho mấy bạn nhỏ. Có thời gian nên ghé tham quan xíu. Dạ, chị ở đâu? Nhà em ở Tây Ninh nè, nhưng mà em ở thành phố. Ở Tây Ninh cũng tham quan núi bà luôn hả? Trời ơi. Dạ chú, dạ, dạ chú. Dạ. Dạ, dạ. Xã gì hả? Dạ, ở xã em. Ủa ngồi luôn đi con, ngồi coi nhà nước. Sao nó ra đây nó trẻ, nhỏ xíu kìa trời. Nó thấy trên kia thấy. Rồi sao ở ngoài thấy anh to con lắm mà. Bà xã anh đâu? Bà xã anh là người nào? Bà xã anh đi dạy. Mấy bạn. Cô giáo Ngọc đi dạy. Cái này là cái tem thôi. Dạ mấy đứa. Cái tim đệ tử. Em coi như là đây là danh nhân chứ không phải dân thường nữa. Vậy là gọi là có duyên mình mới gặp nhau thôi. Khai trương không có chơi nữa. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhà của em á, nó hoạt động tìm cái niệm mà. À dạ không, dạ không. Anh thấy của em với con Thùy chứ không có gửi chị, không dạ. Có người tài trợ lấy đâu hoạt động. Dạ không, anh Khương vẫn kinh doanh bình thường chứ tụi em vậy là chút thôi à. Phải có. Không có em với con Thùy là mệt lắm á. Coi như là bữa nay có duyên lắm. Dạ ha. Tài trợ chính đó. Dạ. Cũng cố gắng kêu gọi lắm mà cũng chưa có thấy ai hợp tác gì sao. Dạ. Nãy em nhìn dưới. Dạ. Thì giống hả? Ừ, giống. Em từ dưới khúc dưới mà đi trong Phật, trong lòng tưởng, Phật. Bữa nay là lũ bu cái vụ án Long An dữ lắm mà sao mình đi đến đây được. Đang xin phép rồi xong rồi mà mới làm giới thiệu, mới đầu làm sân khấu rồi anh. Em tưởng đâu người ở Tây Ninh ít đi tham quan chứ, mà cũng Tây Ninh cũng đi tham quan ha. Đông nữa hả? Vậy hả? Tây Ninh đi đông mình đó. Người ta yêu mến quê hương hả? Anh biết không? Này là gốc dân Tây Ninh nè. Tây Ninh mà gốc Tây Ninh luôn, mà đi từ nhỏ tới lớn. Mấy đứa em nói vòng vòng đây nè, nhà gốc núi này nè, mà trời ơi nó đi hoài luôn á. Nhà em ở đang ở. Nhưng mà dân Tây Ninh hình như là được ưu tiên phải không chị? Có là mình có giấy chứng minh á. Tây Ninh có hộ khẩu Tây Ninh. Hộ khẩu thì nọ. Giảm nhiêu chị? Hôm trước hình như giảm nửa vé hay gì quá thôi. À. Là bữa nay mua vé nhiêu tiền? Có vợ cháu nó cũng bán ở đây vé đây luôn nè. Dạ. Yeah. Chắc cũng là mình 400 thì mấy anh chỉ 200. 250. 250. Giảm được. Dạ, có em ở theo kia đâu. Dạ. Anh chị chắc tháng nào cũng lên hả? Đâu có đâu. Tham quan lợn giống như đi hạ đi với bà ấy mà. Hồi đó còn bé lên đi hoài à. Dạ, wow. Đây, ngay cái giờ chuẩn bị cái show nhạc nước. Trời ơi, mà nhìn trẻ quá vậy. Dạ, cảm ơn chị. Trẻ mà kiểu như là ốm hơn em bên trong hình. Dạ, ốm hơn. Cái này phải lấy khung rộng á, phải hết. Đẹp xa ra lấy hết toàn cảnh thì nó đẹp. Hoặc là có Leica mà. Dạ. Có Leica mà lấy cảnh nó đẹp. Vô đây ngồi quay anh. Vô đây ngồi quay anh. Dạ, bữa nay đi khảo sát học đại đội đời á, xong rồi ở đâu xã nào? Ở Châu Thành ạ. Đi khảo sát rồi lên đây chơi luôn hả? Dạ. Anh nói chuyện với bạn anh rồi đi nghe. Dạ. Cái này chắc cũng mấy phút rồi. Ôi. Dạ, cảm ơn anh, nhiều. Dạ, chúc anh sức khỏe nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, chúc mình anh. Cảm ơn anh. Tự động hay quá. Dạ. Hôm nay ở dưới có nghệ nhân ở dưới người ta phun nước lên á. Ta cầm dồi ta phun. Cái này tự động với đâu cầm dồi. Không, ta lặn ở dưới là phun á. 98 người ở dưới người ta cầm dồi á. Người quăng quơ á. Ghê vậy. Thiệt. Có ai nào người ta ngậm nước vô miệng ta phun luôn không? Không, có dồi. À? Còn chứ. Má kìa. Nước, nó hơi nước. Về là hội quán làm cái nhạc nước. Làm chỗ khu vườn bông. Ừ. Dung với Nhi đều cầm vòi nước rồi quơ cái nhạc luôn. Bà Giang đánh đèn. Thủ công. Bà Giang với Tường đánh đèn. Người ta có tiền người ta làm công nghệ rồi, còn mình không có tiền mình nào quên. Đẹp quá. Nước này tối người ta mới làm, tối nó nhìn nó lên mà đẹp. Hết rồi. Còn bài khác nữa chứ hả? Hôm nay người ta làm từng 5 phút mà tại mấy nghệ nhân người ta mỏi tay á. À. Người ta không có quơ hoài được. Thì lẹ vậy. Với lại có bữa đang biểu diễn bị cúp nước á. Bị cúp nước thì không có giác đòn. 2 phút. Đẹp ha. Giờ trời cũng xuống núi rồi. Thì mình cũng xuống núi luôn. Xuống núi luôn đi. Dạ. Này nó cũng còn, chắc cũng còn nhiều chỗ tham quan nữa. Mà mình chưa tham quan hết đâu. Dạ. Mình để dành dịp sau mình có lên đây để mình tham quan nữa nha bà con bác. Tại sao đi ghi hình là cho lên tham quan lại. Dạ rồi, cảm ơn bà con bác nhiều. Chúc quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe. Tạm biệt, hẹn gặp lại.